Ở mùa giải năm nay, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham dự 4 đấu trường gồm V-League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á ACC Cup. Chính vì vậy, đội bóng chủ sân Thống Nhất cần lực lượng đủ chiều sâu để phục vụ tham vọng chinh phục các danh hiệu. Một trong những vấn đề khiến huấn luyện viên Chung Hae-song đau đầu nhất đó là chấn thương của tiền vệ đội trưởng Đỗ Văn Thuận. Để giải quyết bài toán này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang đàm phán với Inter Miami để chiêu mộ tiền vệ Lý Nguyễn. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã theo đuổi Lý Nguyễn trong một thời gian. Tiền vệ này đang cân nhắc để trở lại Việt Nam nếu các điều kiện hợp đồng được đáp ứng. Phía đương kim Á quân V-League cũng rất sốt sắng trong thương vụ này khi liên tục kết nối để chốt các điều khoản. Chúng tôi đang nối lại đàm phán với Lý Nguyễn. Mọi thứ vẫn còn ở phía trước, còn rất nhiều công đoạn và rào cản phải vượt qua. Cho đến lúc này, Thành phố Hồ Chí Minh ước tính tính khả thi cho thương vụ này vào khoảng 70%. Một lãnh đạo của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Dù năm nay đã bước sang tuổi 34, nhưng Lý Nguyễn là cầu thủ được đánh giá có đẳng cấp rất cao ở giải nhà nghề Mỹ. Trước khi đến với câu lạc bộ Inter Miami, tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã ra sân 239 trận tại MLS. Anh ghi được 54 bàn thắng và có 58 được kiến tạo. Anh là một trong 20 người đi vào lịch sử giải đấu này khi cùng có được hơn 50 bàn thắng và 50 được kiến tạo. Lý Nguyễn đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami, đội bóng thuộc sở hữu của danh thủ David Beckham. Trước đó, anh có nhiều năm khoác áo câu lạc bộ Los Angeles Galaxy và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Lý Nguyễn từng thi đấu cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn 2009-2010 và Bình Dương trong giai đoạn 2010-2011. Tuy nhiên, do môi trường không phù hợp, tiền vệ người Mỹ gốc Việt đã trở lại giải MLS. Anh từng có tên trong đội hình đội tuyển Mỹ dưới thời huấn luyện viên Klinsmann. Khúc mắc lớn nhất ở thời điểm này đó là vấn đề tiền lương. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị số tiền 10 tỷ đồng một năm. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là con số mà Lý Nguyễn mong muốn. Lý Nguyễn từng nhận mức lương khủng khi thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương tại V-League. Khi đó tiền vệ 34 tuổi được trả 10.000 đô la một tháng và khoảng 240 triệu đồng. Tuy nhiên đó là khi Lý Nguyễn còn là một cầu thủ trẻ và đang bước vào thời kỳ đỉnh cao phong độ. Lúc này anh đã 34 tuổi và không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao. Sở hữu Lý Nguyễn sẽ đảm bảo cho sức mạnh ở khu vực trung tuyến của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cải thiện đáng kể. Tiền vệ này được đánh giá rất cao ở khả năng chuyền dài, sút xa cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Anh là cái tên hoàn toàn có thể giúp đội bóng chủ sân Thống Nhất gặt hái thành công ở mùa giải 2020.